Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay lên sóng giao lưu anh em một cây dúi nè. Một cây dúi khủng nha anh em. Hàng này xì cẩu nha anh em nha. Thân cốt nhì đẻ, tay cành thì co lách. Đo cái quan sát gốc cho anh em xem. Hàng này xì cẩu nha anh em. Chì chốt thì thun thất nè. Tay cành co rất đẹp anh em. Co mà còn ôm đé nữa nè. Nhiều hoành ngay chỗ vị trí thước đó là 145 nha anh em. Cái này ước tính rơi vào chắc cỡ tầm 5 tạ nha anh em nha. Quá đẹp anh em. Đo từ mặt đó lên. Lên nhất lên chứ. 22 hả? Chiều cao từ mặt đất lên là 2m2 nha anh em. Từ chân bờ lên đó, là 2m. Một cái phô dúi cốt rất là đẹp anh em nha. Thân cốt nhì đá nè. Cốt là nhì đá nè. Cây một cốt nha anh em. Quýnh cái con lách rất hay. Nhì đá trong đây nè. Rất đẹp anh em. Cốt thần gốc nhì đá nè. Bên trong này thì nó có cái chỗ lúa ở chỗ này nha anh em. Lỗ lúa này đây. Xuyên qua đây. Không có đáng kể, nói chung là nó lúa âm thân. Đấy. Nó không có gì hết, nó không có bọng cốt nha anh em nha. Cây tổng thể nhìn rất là lực cây nha anh em. Bên này thì có tí lúa nữa nè. Tí lúa không nhá. Nói chung là riêng cái cây này lúa nó rất ít, không có nhiều. Rồi, anh em nào hợp thì liên hệ nha. Chào tất cả quý anh em.